Chúng ta sẽ đến với phần uh, tư vấn về một biện pháp có phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy Và tên biện pháp là xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 tuổi Tại một trường mầm non huyện tỉnh Nhằm tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào các hoạt động Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến tên biện pháp uh, Tên biện pháp thì chúng ta sẽ thấy là cái vấn đề chính ở đây này Chúng ta sẽ không thể nào xác định được đâu sẽ là vấn đề chính Ví dụ À, nội dung đầu tiên cô Hiền có thể uh, thấy đó là xây dựng lớp học hạnh phúc Có thể coi là một vấn đề chính thứ nhất Cái vấn đề chính đó nó sẽ dẫn tới cái vấn đề chính thứ hai là Tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động đấy Và chúng ta lại có cái đối tượng chính đó là trẻ 4 tuổi của trường mầm non huyện tỉnh Thực ra thì khi mà chúng ta đọc đến cái phần là xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 tuổi Tại trường mầm non huyện tỉnh là chúng ta đã thấy nó khá là đầy đủ rồi Thì nếu như cái phần tạo hứng thú này này À, các cô không đi sâu vào cái vấn đề tạo hứng thú cho trẻ vậy thì cái hứng thú nó ở đâu à, xây dựng lớp học hạnh phúc để tạo ra cho trẻ cái mong muốn đến lớp hay là xây dựng lớp học hạnh phúc để cho trẻ cảm thấy thoải mái để trẻ cảm thấy trẻ là trung tâm của hoạt động của cái môi trường đó thì nó cần phải cụ thể còn hứng thú là hứng thú như thế nào thì uh, đây là vấn đề đầu tiên mà cô hiền uh, muốn góp ý với cô giáo tránh trường hợp khi mà chúng ta chọn tên ấy, mà cái, cái tên cái tên nó quá là khó hiểu ấy. thì các cái biện pháp đề ra nó sẽ không chặt chẽ và nó sẽ không gì ạ không hiệu quả so với tên của biện pháp cái tên của biện pháp nó phải bao trùm toàn bộ cái vấn đề thế thì cô hiền lướt xuống phía dưới này à, các cái nội dung ở đây thì là cô có là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình này xây dựng lớp học um, biện pháp tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thì có xây dựng môi trường an toàn thân thiện này đấy rồi các hoạt động góc hoạt động ngoài trời tóm lại là có rất nhiều các giải pháp à, ăn ngủ vệ sinh và có các hoạt động trong lớp tiếp theo là phối hợp với phụ huynh này à, biện pháp 2 của cô giáo là tạo không khí vui vẻ truyền cảm hứng này và um, phối hợp với phụ huynh và chúng ta sẽ đề ra có ba biện pháp đó để thực hiện là xây dựng lớp học hạnh phúc thôi thì chính vì vậy là à, mình thấy là cái biện pháp chủ yếu của cô nó đi sâu vào cái việc là tìm hiểu về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ vậy thì để cho biện pháp đúng và trúng thì cái việc đầu tiên là cái tên thì cái tên nếu như cô có thể thay đổi một chút cô cũng ghi là xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 tuổi chẳng hạn ở trường mầm non ở huyện ở tỉnh là chúng ta đã thấy nó đầy đủ rồi thế còn các cái hoạt động bên trong thì chúng ta có thể tạo hứng thú chúng ta có thể xây dựng môi trường chúng ta có thể thông qua các hoạt động đấy là do cách chúng ta sẽ làm à, tiếp theo thì cô hiền cũng thấy đến cái phần là gì ạ? phần cấu trúc để có một cái biện pháp thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nêu cho mọi người thấy là lý do vì sao mà tôi xây dựng cái biện pháp này thì ở cái biện pháp này thì cô giáo chưa có cái phần gọi là uh, coi như đấy là lời mở đầu đi chúng ta vẫn chưa nói được cái vấn đề đó mà chúng ta đi thẳng vào cái việc là đánh giá cái thực trạng đánh giá cái hạn chế khó khăn uh, ngoài cái thực trạng về hạn chế khó khăn thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái thuận lợi chứ đúng không ạ thì chúng ta sẽ phải đề ra cái thuận lợi sau đó đến cái khó khăn thì sau đó cái khó khăn đó nó sẽ xuất phát từ uh, cái khó khăn để chúng ta ra những cái biện pháp thì ở đây cô có những hạn chế khó khăn như là trẻ đến lớp với tâm trạng nặng nề không cảm thấy vui vẻ hứng thú đến lớp này uh, một số trẻ chưa chủ động trả bố mẹ này đa số trẻ còn rụt rè mạnh dạn này uh, cô là cô giáo lạ này nhiều phụ huynh hiện nay uh, cho con em mình chơi nghịch điện thoại chẳng hạn thì chúng ta thấy có năm cái khó khăn như vậy Thế tiếp theo thì có một cái bảng khảo sát. Cái bảng khảo sát này với ba tiêu chí là trẻ chào chủ động chào này, vô tư thể hiện cảm xúc này, hứng thú cái tham gia hoạt động thì ba cái vấn đề này nó lại không liên quan đến cái khó khăn này. Thông thường khó khăn sẽ đề ra cái những cái khảo sát, khảo sát để chúng ta khẳng định thêm rằng à cái nội dung đó là khó khăn thật sự. Sau đó từ năm cái khó khăn này chúng ta sẽ đề ra giải pháp cho phù hợp. Ví dụ như là một số trẻ đến lớp với tâm trạng nặng nề, không cảm thấy tự tin, vui vẻ chẳng hạn, thì cái vấn đề của chúng ta đó là gì ạ? À, chúng ta sẽ phối hợp với phụ huynh này, rồi chúng ta sẽ tạo bầu không khí này, chúng ta sẽ có những cái bảng cảm xúc này để cho trẻ đến lớp cảm thấy vui vẻ ngay từ đầu. Chẳng hạn như vậy. Ngoài ra thì cũng hướng dẫn phụ huynh tuyên truyền với phụ huynh là chúng ta làm gì ạ? Uh, xây dựng cái lịch sinh hoạt cho trẻ phù hợp với nhịp sinh học để trẻ đến lớp trong cái tâm trạng thoải mái. Vì đa số những cái tâm trạng nặng nề không thoải mái, không tự tin vui vẻ, ngoài cái việc là do trẻ không thấy tự tin khi mà trẻ có cái điều ngại ngần thì vấn đề Uh, lớn nữa đó là gì ạ? trẻ ngủ chưa đủ giấc, trẻ có nhịp sinh học nó bị rối loạn chẳng hạn như vậy thì uh, cái nội dung này uh, mình nghĩ là cô nên xem lại cái cấu trúc. Thế thì đồng thời với việc cấu trúc đó thì cô hiện cũng giới thiệu luôn với các cô một cái cấu trúc uh, cơ bản là chúng ta cũng có thể tham khảo được. Vì mỗi địa phương nó sẽ có cái cách xây dựng cấu trúc về giải pháp biện pháp khác nhau. Tuy nhiên thì đây các cô cũng có thể tham khảo được cái nội dung này. Đây chúng ta có thể thấy là ví dụ như cấu trúc ở đây nó sẽ như thế này thứ nhất đó là đặt vấn đề và chúng ta sẽ để, chỉ ra là cái bối cảnh của biện pháp là gì lý do vì sao chúng ta lại phải đề ra cái biện pháp đó tiếp theo thì chúng ta sẽ đề ra được cái sự cần thiết của biện pháp à, khi mà đề ra được cái sự cần thiết của biện pháp thì chúng ta bắt đầu khảo sát đấy, cái khảo sát này thì nó cũng sẽ thể hiện luôn là cái khó khăn và cái thuận lợi như thế nào đấy Uh, những ví dụ như ở đây chúng ta thấy là xây dựng môi trường thì ở đây các cô cũng đã khảo sát là tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng môi trường này thì mới chỉ được có khoảng 54% thôi đấy. Thế còn lại thì những cái kỹ năng khác cũng chưa đạt đến 50% thì đấy cũng coi là một cái khó khăn và chúng ta sẽ thấy là nhận thấy ra là cái số trẻ mà muốn xây dựng môi trường còn ít này trẻ có kỹ năng chơi với các vật liệu thiên nhiên còn yếu này trẻ chơi trong các hoạt động chưa tích cực chẳng hạn như vậy thì đấy là khó khăn và chúng ta sẽ đề ra biện pháp à, ngoài ra thì đối với một biện pháp chúng ta cũng phải chỉ ra được cái tính mới của biện pháp ví dụ như cái biện pháp này được áp dụng lần đầu nó sẽ đột phá về vấn đề gì nó sẽ giúp cho trẻ làm gì ví dụ đây uh, tính mới của biện pháp là thu hút trẻ tham gia vào hoạt động một cách tích cực này trẻ tự trang trí lớp này biện pháp góp phần xây dựng môi trường uh, an toàn này chẳng hạn như vậy thì đấy cũng là cái cách để chúng ta đề ra cái tính mới tiếp theo nữa chúng ta phải đến cái nội dung giải pháp nội dung giải pháp thì nó sẽ có các cái biện pháp như cô thấy ở trên uh, biện pháp một biện pháp 2, biện pháp 3, biện pháp 4, đúng không ạ đấy và nếu có hình ảnh kèm theo thì nó sẽ rất là đẹp Đấy, các cô có thể thấy ở đây Và cuối cùng nhé, cái phần 3 này Các cô sẽ thấy nhé, khi mà đủ các biện pháp rồi Thì chúng ta sẽ có một cái phần là gì ạ Đây, ở phía dưới một chút năm biện pháp tất cả đúng không ạ Là sẽ có kết quả đạt được Kết quả đạt được nó sẽ chỉ ra về cơ bản Ví dụ như sau một tháng chúng ta áp dụng Thì nó đã có cái sự thành công như thế nào Giáo viên như thế nào, phụ huynh như thế nào Và trẻ như thế nào Đấy, nếu có thể thì chúng ta sẽ có luôn cả cái bảng khảo sát này Nó đã có sự tiến bộ như thế nào và chúng ta sẽ có một cái phần nữa đó là phần kiến nghị đề xuất đối với ban giám hiệu như thế nào, đối với giáo viên như thế nào. Đấy và chúng ta sẽ có một cái cam kết. Đó là gì ạ? Cái sáng kiến này của tôi, đó là một cái sáng kiến mà do tôi tự làm. Chẳng hạn như vậy thì đấy là cái nội dung mà về một cái cấu trúc. Thế còn đối với biện pháp của cô giáo thì các cô cũng có thể thấy ở đây ạ biện pháp của cô giáo thì về thực trạng có... chúng ta đi sâu vào vấn đề nhé thực trạng và hạn chế ở đây thì cô cũng đề ra đó là trẻ thì đều ngoan ngoãn thôi nếu mà là hạn chế khó khăn nhưng mà là trẻ thì ngoan ngoãn lễ phép này được ban giám hiệu chỉ dẫn về chuyên môn thì cái này nó không phải là hạn chế theo mình thì đây nó là một cái thuận lợi đấy thì khi mà chúng ta khảo sát thực trạng thì cái gì là thuận lợi chúng ta phải để nó về thuận lợi cái gì là khó khăn chúng ta sẽ phải để nó về khó khăn bốn năm cái vấn đề của cô giáo ở đây là năm cái vấn đề khó khăn liên quan đến việc là xây dựng lớp học hạnh phúc thì theo mình ý, cái xây dựng lớp học hạnh phúc thì nó sẽ có hai cái nội dung mà cần phải xây dựng thứ nhất là chúng ta xây dựng về môi trường đúng không ạ thứ hai là chúng ta xây dựng đấy là về môi trường vật chất thứ hai là chúng ta xây dựng về môi trường tinh thần cái môi trường vật chất thì nó sẽ liên quan đến cái môi trường trong lớp học và môi trường ngoài lớp học còn cái môi trường tinh thần đấy là môi trường ở trường và môi trường ở nhà vậy thì các cô có thể xoáy vào vấn đề đó để chúng ta chúng ta vừa là khảo sát chúng ta vừa khảo sát cái vấn đề mà khó khăn hay thuận lợi và chúng ta cũng đề ra biện pháp cho phù hợp thì ở đây thì cô giáo chỉ nói đến tâm trạng thôi thực ra cái hạnh phúc nó không chỉ là ở tâm trạng đâu nó còn có ở cái vấn đề là uh, cái sự thân thiện của cô giáo cái môi trường về tinh thần và cái môi trường vật chất trẻ có cảm thấy an toàn hay không thì cái này cũng là một phần lưu ý mà cô cũng nên xem lại đấy thì ở đây cô cũng có cái bảng khảo sát là chưa chủ động chào bố mẹ thì đấy cũng không thể coi là một trong những cái yếu tố ví dụ chào bố mẹ thì ví dụ trẻ biết chào bố mẹ thì cũng không thể nói là trẻ sẽ sẽ hạnh phúc hơn thế còn nói về yếu tố là trẻ hứng thú tích cực thì nó lại liên quan đến đến cái việc là trẻ tích cực tương tác cùng với mọi người chứ không chỉ là việc cái việc chào đấy thì cái việc khảo sát cũng cần phải đúng và trúng à, trẻ vô tư thể hiện cảm xúc trẻ tự tin hay không trẻ như thế nào đấy trẻ hứng thú tham gia hoạt động thì cái ba cái nội dung này theo mình ý, là cái phần khảo sát này nó nó sẽ chưa đề ra được cái khó khăn cụ thể của cô đấy thì cô có thể cân cân đối lại chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế à, về phần à, tiếp theo cô có đề ra ở đây ạ đó là giải pháp đã sử dụng là sử dụng môi trường lớp học mang tính đóng chưa à giải đã qua sử dụng thiện cái này lại chưa đủ cái này thực ra thì mình cũng hiểu là cô đang nói đến cái vấn đề tính mới giải pháp ấy. là những cái giải pháp trước thì cô cũng đã xây dựng những cái môi trường kiểu kiểu như vậy nhưng mà theo mình ấy, thì không thể nói là mình ra một cái biện pháp mới thì mình phủ nhận cái biện pháp cũ phải nói là cái việc mà chúng ta đổi mới nó là cả một quá trình thì chúng ta không thể nói là những cái những cái trước đó chúng ta làm nó là môi trường đọc mà chúng ta phải nói được rằng là cái giải cái giải pháp này nó có tính mới hơn so với những giải pháp khác đó là gì có sự tương tác như thế nào chúng ta, chúng ta xây dựng về cảm xúc xã hội cho trẻ ra làm sao chúng ta xây dựng về mọi vấn đề như thế nào cho phù hợp chẳng hạn như vậy đấy thì đấy là cái lý do mà chúng ta đưa ra các cái giải có nghĩa là cái tính mới của giải pháp thì cái phần này mình đang không hiểu là cái cấu trúc này của cô giáo là ở đâu thì cô nên bám sát vào mặt chuyên môn để chúng ta sẽ có một cái cấu trúc cho phù hợp đấy đây cũng có thể coi là một phần cái tính mới nhưng mà chưa cụ thể về phần biện pháp thì cô lại có các biện pháp như sau, thứ nhất là về cơ sở lý luận. À có phần nâng cao thì cơ sở lý luận thì cái này nó cũng coi như là uh, nó phải là ở cái phần mở đầu ấy. cái cái cơ sở lý luận này nó nên là phần mở đầu, nó nên là cái phần đặt vấn đề và nó nên là cái phần mà chúng ta cần phải gì ạ, chúng ta cần phải làm cái sáng kiến này. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ có cái biện pháp À, thứ nhất là tìm hiểu gia đình hoàn cảnh gia đình trẻ à, thực ra thì khi mà nghe cái câu là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình trẻ cô Hiền tự nhiên lại có cảm giác là đây là một trong những cái biện pháp giúp đỡ cho trẻ hòa nhập um, cộng đồng đấy. hòa nhập trẻ trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng chứ còn nếu mà chúng ta chỉ thấy là cái phối hợp thôi chứ chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh gia đình trẻ thì cái việc là chúng ta chỉ cần trao đổi với phụ huynh là được đấy sau đó thì chúng ta sẽ um, Uh, xây dựng môi trường ở lớp học hạnh phúc an toàn đấy là thứ uh, biện pháp thứ nhất à Mình hiểu ở à, đây là cái phần mà cô có thể thêm vào chắc là cũng có người góp ý cho cô đúng không ạ môi trường lớp học hạnh phúc an toàn thân thiện cho trẻ thì cái này là các cái giải pháp đưa ra nó quá là sơ sài ví dụ chúng ta phải xây dựng như nào các góc ra làm sao cô và trẻ sẽ cùng nhau phối hợp xây dựng môi trường như thế nào các cái màu sắc trang trí ra làm sao cho nó phù hợp à, rồi trong cái môi trường lớp học đó các cái đồ dùng nó được thiết kế sắp xếp như nào môi trường chữ viết được củng cố ra sao và việc linh hoạt giữa các góc chúng ta sẽ cùng hướng dẫn trẻ như nào xây dựng nội quy ra làm sao thì như vậy nó mới hiệu quả thứ hai là tạo không khí vui vẻ yêu thương thì giờ đón thì cô có việc là chào chào qua các hình ảnh này rồi giờ hoạt động học thì là cô làm ảo thuật coi như đấy là một cái biện pháp rồi lồng ghép thí nghiệm thú vị đấy thì những cái này nó gần như là một dạng là làm thế nào để trẻ um, có nghĩa là chúng ta uh, lấy trẻ làm trung tâm chúng ta tạo được cái hứng thú cho trẻ thì cái này nó lại giống cái yếu tố tiếp cái 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 phần đuôi của cái sáng kiến của cô giáo cho nên mình đang không thể xác minh được là cái đề tài này của cô là xây dựng môi trường hạnh phúc hay là gây hứng thú cho trẻ nữa cơ đấy thì cô có thể xem lại và chốt lại cái vấn đề này sau khi sửa xong thì cũng có thể gửi lại mình tư vấn thêm đây hoạt động ngoài trời hoạt động ăn ngủ tóm lại là cụ thể như thế này đấy và cuối cùng là phối hợp với phụ huynh thì chỉ có ba biện pháp thôi uh, kết quả đạt được thì nó sẽ như thế này đấy rồi chúng ta sẽ có cái phần này cũng không phải là cái phần uh, hiệu quả của xã của của giải pháp đâu đấy cũng kiến nghị đề xuất cơ bản là cũng 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 đầy đủ như vậy nhưng mà các cái bước nó không được rõ ràng thế thì cô hiền cũng sẽ hướng dẫn cho các cô một cái cách như thế này để các cô cũng có thể là là làm xây dựng được một cái uh, một cái giải pháp sao nó cho nó phù hợp nha các cô Đấy, để cô hiền có thể hướng dẫn cho các cô theo kiểu như thế này. đấy uh, Các cô có thể là nếu như có thể nhá, có một cái cấu trúc biện pháp thì các cô sẽ copy và nó sẽ hay hơn. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ có uh, có một cái thôi lấy luôn một cái tên kiểu kiểu dạng như này nhá. Các cô đợi mình một xíu nhá. Đấy nói chung là phần sáng kiến ở à, phần biện pháp thì chúng ta sẽ có nhiều cách để để hướng dẫn hơn. Đây. Xin trình chiếu các cô cái phần này. Đây, à, mình có một cái, cái câu lệnh dành cho Copilot. Copilot là một trong những cái con AI của Microsoft và mình rất thích sử dụng vì Copilot có thể vẽ được cả tranh nữa. À, thì ở đây họ đưa ra một cái đây có copy là xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 tuổi trường mầm non nhằm tạo hứng thú thì ở đây nó đề ra các biện pháp như sau các cô có thể sử dụng các cái biện pháp này thì mình cũng xin phép cóp luôn vào cái, vào cái phần sáng kiến cho cô nhé thứ nhất là trang trí lớp học đúng không ạ thứ hai là hoạt động đa dạng thứ ba là khuyến khích giao tiếp thứ tư là khen ngợi động viên thứ năm là tạo cảm giác an toàn thứ sáu là học thông qua chơi thứ bảy là tham gia của phụ huynh hay là còn gọi là phối hợp với phụ huynh và bảy cái biện pháp này thì cô hiền cũng sẽ copy lại để cô hiền gửi lại cho cô giáo và rất mong rằng là những cái phần mà cô hiền hỗ trợ cho cô có thể uh, giúp cho cô có được một biện pháp thành công uh, xin chào và hẹn gặp lại và chúc cô có kết quả tốt trong kỳ thi